Xin chào anh em, mình là Hợp và tiếp tục sẽ là một video về một chiếc Raymond Well khác và vẫn là một cái hộp quen thuộc travel case của Raymond Well đời mới. Chiếc này của mình thì nó là một chiếc 2237 và nó là cái dòng Maestro đời mới. Sorry các bạn, không phải 2237 mà nó là dòng Maestro đời mới thôi. Và chiếc này của mình có moon face. Trước đây mình đã trên tay hai chiếc moon face màu xanh rồi, còn hôm nay mình sẽ trên tay chiếc này màu trắng. Như các bạn thấy ở đây là mình sẽ có, đó là một chiếc Raymond Well Maestro Moon Face đời mới 2018 và chúng ta sẽ cùng xem nó là gì, mã nó là gì. Đầu tiên là phải nhìn thì nói là nhìn các bạn thì cái chiếc này thì nó là một trong những chiếc rất là đẹp và với cái mặt dial phải nói là tuyệt vời. Mình vẫn có cái cảm nhận riêng về dòng Maestro như vậy. Chiếc này của chúng ta sẽ có mã là 2239 STC00659 và nó là thuộc dòng Maestro. Chúng ta sẽ có ở đây là những thông tin như là máy automatic, thân thép không gỉ, độ chống nước 50m và chúng ta sẽ có đây là dây da. Nó ghi rất là nhỏ đây nhưng mà chúng ta có thể đọc là Genuine Leather. Đó. Chiếc này của mình thì sẽ có mặt dial màu trắng và có bộ kim được mạ xanh. Bộ kim của chiếc này cũng khá là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy là khi chúng ta nghiêng ra thì nó sẽ xanh ngát và nó khá là gần tiệm cận với cả cái kim nung rồi. Nó chỉ thua kim nung về cái chất thôi. Như các bạn có thể thấy ở đây là cái màu xanh của nó cũng rất là đẹp. Khi chúng ta lên cóp một chút là kim dây đã bắt đầu chạy rồi. Chúng ta sẽ có trên chiếc này đó là một chiếc Maestro với hai lòng, ba kim, một lịch và một sub-dial. Sub-dial moon face của chúng ta ở ngay góc 6 giờ và như các bạn thấy là nó được làm khá là to, to hơn những cái dòng như là FC330 là đối thủ cạnh tranh của chiếc này. Và chúng ta sẽ có những cái trăng và sao ở phía trong thì nó sẽ được làm trên nền xanh đậm, cùng với đó là trăng với sao của chúng ta thì được sơn màu bạc nổi bật trên cái nền xanh đậm đó. Về moon thì mình đánh giá là nó hoàn thiện bình thường thôi, tuy nhiên với một cái chiếc đồng hồ mà moon face với có mức giá tuyệt vời như chiếc này thì thực sự là mình nghĩ là làm như thế cũng tốt rồi. Chiếc này thì được bán với giá khoảng 26.500.000 và nếu như anh em có nhu cầu có thể liên hệ bên mình. Trong cái sub dial của chúng ta thì ở phía dưới, như các bạn thấy ở đây, mình sẽ quay cận hơn một chút. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ có những cái đường tròn đồng tâm và tâm người sub dial thì nó sẽ tỏa ra các bên. Đó, còn cái lòng trong của chúng ta sẽ là những cái đường vân xoáy đặc trưng của dòng Maestro 2018. Ngoài ra là cái lòng ngoài của chúng ta nơi chứa 12 cọc số La Mã thì chúng ta sẽ có những cái đường tròn đồng tâm. Và lịch ngày của chúng ta là đã đạt ở góc 3 giờ xen giữa hai lòng và nó có một phần nhiều hơn ở trong cái lòng trong. Logo Raymond Well Geneva thì ở lòng trong và như các bạn thấy là nó được đặt rất là trang trọng ở vị trí góc 12 giờ. Ở phía ngoài cùng thì chúng ta sẽ có đó là những cái cọc chỉ phút và những cái cọc này được chia thành 60 phút đầy đủ để cho chúng ta có thể theo dõi. Chiếc giờ với dòng Maestro thì thiết kế đặc trưng của nó là chúng ta sẽ có cái niềng ở phía ngoài là niềng bezel được chia thành hai vòng tròn. Và đây là cũng là cái đặc trưng mà sau này là FC có một phần gọi là gần như là làm theo. Và với cái thiết kế dòng Maestro này thì nó là một trong những cái thiết kế mà rất là chuẩn Rolex. Phía bên phải chúng ta sẽ có cái núm Raymond Well và có logo được khắc ở phía trên và phía thân trái của chúng ta thì hoàn toàn trống trơn. Mặt sau thì là nơi là chứa bộ máy của sản phẩm này và bộ máy này là bộ máy Raymond Well 4280. Bộ máy này có 26 chân kính, 28.800 tần số động và khoảng 40 giờ tích cót. Chúng ta sẽ có những thông tin khác như là kính Sapphire này, mã dòng và serial number, thân thép không gỉ, độ chống nước 50 và dòng chữ Swiss Made. Đi kèm với chiếc này là một sợi dây da rất là trẻ trung và cá tính, đó là sợi dây da màu xanh. Và sợi dây da này là một sợi dây da B được dập vân cá sấu. Chúng ta sẽ có chỉ màu trắng giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn trẻ trung hơn rất là nhiều. Nói chung đây là một cái thiết kế mà mang đậm tính trẻ trung ở trong cái thiết kế của Raymond Well. Và đi kèm là dĩ nhiên chúng ta sẽ có một cái khóa bướm và cái khóa này là khóa gập dấu dây đời mới của Raymond Well. Và mình cũng recommend luôn là anh em nếu mà tay mà dưới 16cm thì đeo chiếc khóa này sẽ khá là cấn. Cho nên là với cái mẫu này thì tuy là size 39.5 nhưng anh em tay cũng phải 16cm trở lên thì chúng ta mới nên sử dụng mẫu này. Và với cái cách đeo như vậy thì các bạn đeo sẽ thoải mái hàng ngày, nó sẽ không bị cấn và chúng ta sẽ có thể hoàn toàn là sử dụng hàng ngày bình thường. Đó. Chiếc này thì có cái giá hãng cũng khá là cao, nó vào khoảng 40 mấy triệu, gần khoảng tầm 40 triệu, 38, 39 triệu gì đấy.
Còn với giá ICS có thì săn sale nó có giảm được một chút, thì mình ICS đang bán với giá 26 triệu 500. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này có thể qua ICS để thử trên tay. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.